Alo, chào anh Tâm Minh à. Chào anh Hai Tân ạ. Anh hôm nay chia sẻ về vụ án Hồ Duy Hải phải không anh? À, đúng rồi anh Tâm Minh à. Cũng có nhiều bức xúc về vụ án nên chia sẻ với anh và cộng đồng mạng vài ý kiến về vụ án Hồ Duy Hải. Alo, anh có nghe rõ không ạ? Nghe rõ anh cứ nói đi, tôi đang nghe đây ạ. Hôm nay trước tiên tôi sẽ nói về ông chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Vì trước đây thì tôi cũng có tham gia bên ngành tư pháp ở cấp huyện nên có cái nhìn một khía cạnh khác hơn. Thì hôm nay chia sẻ với Tám Minh nội dung như thế. Thì ông Nguyễn Hòa Bình này thì thấy ra thì như vậy vụ án này ông đã lạm dụng quyền lực quá, xem thường một vụ án ở vùng xa, xem như một vụ án nhỏ lẻ nên là chủ quan để xảy ra những sai lầm không như là dự tính, và vụ án này cũng không thể ngờ rằng nó sẽ có thể hủy hoại công danh sự nghiệp của ông, và nặng hơn nữa là có thể còn bị ở tù. Nếu đây là điều tra ra là vụ án là chạy án, trong phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua, Nguyễn Hòa Bình không ngờ rằng sẽ có phiên tòa này, nhưng vụ việc đã xảy ra, cho nên là ông dùng mọi thủ đoạn để kết thúc vụ án tại đây. Như vậy ha Ông là bỏ công ra anh. nghiên cứu luật và phải đem cả hội đồng thẩm phán ra tại tòa. Vì khi hội đồng thẩm phán đã quyết định thì đây là một quyết định cao nhất của cơ quan xét xử rồi, không còn cấp nào xét xử nữa, thì vụ án sẽ kết thúc. Theo tính toán của ông Nguyễn Hòa Bình là như thế. Và vấn đề thứ hai nữa là ông phải giành lấy ghế chủ tọa phiên tòa thì toàn bộ ý đồ của ông sẽ được thực hiện đúng theo như ý. Ý đồ thật đáng sợ quá phải không anh? Nhưng là Nguyễn Hòa Bình này lại tiếp tục sai lầm. Vì ông bị dư luận phản ứng gay gắt và vụ án càng có tiếng vang xa hơn, cao hơn, mọi người trong nước và ngoài nước đều biết. Hơn nữa, ông đã tạo ra một phiên tòa lố bịch, sai luật, chưa từng có trong lịch sử tố tụng của và xét xử ở Việt Nam. Với một cương vị là chánh án tòa án nhân dân tối cao lại ngồi vào ghế thẩm phán để xét xử, thì các chánh án cấp dưới xem tư cách và danh dự của ông như thế nào? Vì chánh án tòa án nhân dân tối cao là một lãnh đạo cao nhất của ngành tòa án cả nước và có nhiệm vụ là xem xét và nghiên cứu các tòa án cấp dưới ra quyết định và chấn chỉnh bổ sung những thiếu sót yếu kém trong xét xử, đồng thời chỉ đạo hội đồng thẩm phán ra những thông tư liên tịch để cải cách ngành tòa án. Với trách nhiệm quan trọng như thế, tại sao không phân công cho thẩm phán khác để làm chủ tọa xét xử? Hơn nữa, từ trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hòa Bình này chưa từng làm thẩm phán, cũng chưa có quyết định thẩm phán, nên làm chủ tọa xét xử chẳng khác nào là trò hề cho cấp dưới xem. Như việc
biểu hiện giơ tay của hội đồng thẩm phán trước mọi người thì thật buồn cười. Thường là phải có thời gian hội thẩm kín để là bàn bạc và có ý kiến của các vị thẩm phán bằng văn bản khác nhau, kết luận đưa ra quyết định mới đúng luật chứ. Tại sao phải đưa tay trước tòa? Và tại sao Nguyễn Hòa Bình làm như vậy? Vì vụ án Hồ Duy Hải, ông đã chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối vụ án rồi. Khi xảy ra vụ án vào năm 2008, lúc đấy ông với cương vị là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, thì hồ sơ trọng án phải trình lên trưởng Cơ quan Điều tra để là bộ phê duyệt và có sự chấp thuận của Viện Kiểm sát, xong thì vụ án mới đưa ra tòa xét xử, đó là tòa xét xử sơ thẩm. Và vụ án kéo dài đến 2011, thì vụ án đề nghị kháng cáo để xét xử lại. Thì lúc này ông là cương vị Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, và ông đã bác bỏ kháng nghị. Như vậy, ông đã xác định vụ án này là đúng người đúng tội. Vì trước kia là cơ quan điều tra đã phê duyệt, cho nên ông phải nói là đúng, ông phải bác đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát. Năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải. Sau đó thì phản ứng của dư luận trong nước và quốc tế cũng như quốc hội rất dữ dội. Cho nên năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ra lệnh dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Một việc làm này là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tòa án nhân dân tối cao cũng như trong cái lịch sử xét xử của cơ quan tố tụng và xét xử của nước Việt Nam. Và tiếp theo đó là ngày 22 tháng 11, 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí kháng nghị giám đốc thẩm vụ án và gửi đến Chủ tịch nước sau khi nhận được đề nghị xem xét, giải quyết đảm bảo đúng pháp luật vụ án. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào ngày 7 tháng 7 năm 2019, thì Chủ tịch nước chỉ đạo xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Cho nên ngày 8 tháng 5 2020, phiên tòa giám đốc thẩm được mở ra xét xử trong 3 ngày. Kết quả, Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao thông qua bỏ phiếu công khai là giơ tay trước tòa, quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao và giữ nguyên bản án sơ thẩm y án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Và đó là tình tiết các phiên tòa. Nhắc lại là mình nói về cái tòa án của Việt Nam về việc xét xử từ khi thống nhất đất nước năm 1975, pháp luật Việt Nam xử phạt tội phạm dựa vào các nghị quyết, nghị định mà xét xử và xử phạt. Hình phạt là gì? Hình phạt là cải tạo giam giữ. Và khi nào xét thấy đã cải tạo tốt thì cho về, không có thời hạn giam giữ. Thời kỳ này đối tượng là những tội chính trị như là chống phá lại nhà nước, gọi là phản động đấy. Và đối tượng thứ hai nữa là trộm cắp,
phá rối trật tự xã hội là tội hình sự. Thời kỳ này chủ yếu là chính quyền xét xử, chưa rõ ràng là có tòa án. Sau nhiều lần sửa đổi bổ sung thì có tòa án, có luật sư bào chữa, nhưng luật sư là luật sư chỉ định của tòa, chưa có luật sư độc lập như bây giờ. Đến năm 1985 thì bộ luật hình sự đầu tiên được ban hành. Trước đây thì chỉ xử người dân vi phạm bộ luật hình sự, còn cán bộ thì không xử công khai. Cán bộ vi phạm chỉ xử nội bộ và bí mật, dư luận và nhân dân không được biết. Do đó có những tiền lệ xấu, và những tiền lệ ấy nó còn dẫn đến bây giờ. Nhất là thời gian ngành luật sư chưa được pháp luật cho phép hoạt động độc lập, phiên tòa vẫn có luật sư, nhưng luật sư chỉ là chỉ định của tòa, đứng ra bào chữa thôi. Thời điểm này xét xử như một vở kịch, mọi việc đều được bàn bạc thống nhất với nhau để đưa ra xét xử trước công chúng, nên có cái tên là án bỏ túi, và cái tên này còn mãi tới bây giờ. Hiện nay luật pháp thì luôn được cải cách cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, nên luôn có bộ luật hình sự mới liên tục, như là bộ luật hình sự năm 1985, bộ luật hình sự bổ sung năm 1999 và bộ luật hình sự đổi mới năm 2013, và mới đây là bộ luật hình sự 2015, luôn có những cải cách và bổ sung cho nó phù hợp với xã hội phát triển hiện nay. Nhưng tội phạm thì ngày càng một tinh vi và xảo quyệt hơn. Chúng kết nối với nhau tạo thành một nhóm tội phạm, nên là khó phát hiện được. Nhất là nhóm tội phạm có chức quyền đang làm cho nhân dân, dư luận than tán, bức xúc vì thấy đó và biết đó, nhưng luật pháp khó phát hiện và kết tội được. Cụ thể có những phiên tòa xét xử tôi biết, và như dư luận cũng như các thông tin truyền thông đưa tin vừa qua, Trung ương thì kiên quyết thi hành pháp luật và không có vùng cấm và không loại trừ đối tượng nào, nhưng ở cấp dưới thì xét xử kết án quá nhẹ nhàng, như khiển trách, cảnh cáo, thiếu trách nhiệm. Vì các vụ xét xử có những vụ mất đi tính độc lập và khách quan, mà có sự thỏa thuận với nhau cả, như một vở kịch diễn ra trước công chúng. Ví dụ như là có một vụ án xảy ra thì có người chạy án, và người chạy án này là ai? Thường là những người thân quen với các bộ phận xét xử, và hiện nay thường là những luật sư nổi tiếng. Họ sẽ kết nối những bộ phận lại với nhau thành một kịch bản, như là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, thẩm phán xét xử và luật sư bào chữa. Bốn bộ phận này ngồi lại với nhau và bàn bạc thống nhất với nhau, sử dụng kiến thức pháp luật để dàn dựng một kịch bản. Tùy theo sân khấu lớn hay nhỏ, diễn viên ưu tú cấp cao hay nhỏ mà giá trị chạy án khác nhau. Vở kịch sẽ phù hợp và sẽ được phù phép
là từ án hình sự chuyển sang án dân sự, từ án ngồi tù sẽ chuyển sang án treo, cảnh cáo, khiển trách, từ án chung thân xuống án có thời hạn và sẽ được ân xá dần dần hàng năm. Kết cuộc thì thụ án không có là bao nhiêu năm. Nói về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chịu phạt, chịu hình phạt tử hình thì ít thấy để quan sai. Nhưng vừa qua vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã xảy ra và dư luận và nhân dân đều biết là do sự tắc trách của cơ quan điều tra và xét xử. Còn vụ án Hồ Duy Hải thì thấy có dấu hiệu chạy án, nhưng kết luận rõ ràng chạy án thì luật pháp vẫn còn kẽ hở và ngành tư pháp cần phải có cuộc cách mạng. Nói theo lời của luật sư Trần Văn Sĩ đó, là luật pháp cần phải sửa đổi, bổ sung thêm một điều là những người đã tham gia xét xử hoặc có liên quan đến cấp tòa xét xử sơ thẩm thì không được tham gia các phiên tòa tiếp theo sau đó. Như thế thì mới bảo đảm được tính độc lập và khách quan. Nhóm người âm mưu dàn dựng ra vụ án Hồ Duy Hải cần phải được nghiêm trị và phải bắt ngồi tù để cảm nhận được những ngày trong tù như thế nào, để biết rằng 13 năm Hồ Duy Hải chịu đựng sống trong tù ra sao, và ngồi tù để suy ngẫm lại việc làm tàn nhẫn của mình là độc ác như thế nào. Vừa rồi là ý kiến chia sẻ của tôi, đến đây đã kết thúc. Chào anh Tám Minh và quý vị nhé. Hẹn có dịp tôi sẽ chia sẻ tiếp cùng anh Tám Minh về vụ án Hồ Duy Hải này nhé. Chào anh Tám Minh nhé. Chào các bạn. Cảm ơn anh Hai Tân về nội dung chia sẻ của anh nha. Hẹn gặp lại anh sau nha. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ về vụ án Hồ Duy Hải của anh Hai Tân đến đây đã kết thúc. Hẹn các bạn lại video tiếp theo. Xin chào.